ảnh. Ông trùm ma túy Văn Kính Dương và người tình Ngọc Nhiệu tay nắm chặt tay, hôn nhau thắm thiết trước giờ tuyên án. Trước khi hội đồng xét xử tuyên án, sau khi nói lời sau cùng, Văn Kính Dương quay lại trao cho Ngọc Nhiệu nụ hôn thắm thiết, tay nắm chặt tay người tình. Ngày 28 tháng 4 năm 2021, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục mở phiên tòa phúc thẩm xét xử bị cáo Văn Kính Dương cùng các đồng phạm về các tội trốn khỏi nơi giam giữ, sản xuất trái phép chất ma túy, mua bán trái phép chất ma túy, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức. Bị cáo Vũ Hoàng Anh Ngọc, 27 tuổi, hot girl Ngọc Nhiệu, người tình của Dương bị truy tố về tội tàng trữ trái phép chất ma túy, khung hình phạt từ 20 năm đến chung thân. Phiên tòa phúc thẩm chiều 28/4. Tại phiên tòa hôm nay, sau phần xét hỏi, Viện Kiểm sát cho rằng đây là một vụ án vô cùng nghiêm trọng, hành vi của các bị cáo là đặc biệt nguy hiểm. Án sơ thẩm cũng đã nêu rõ, quy kết từng số lượng ma túy, vai trò, mối liên hệ của từng bị cáo với nhau nên đề nghị hội đồng xét xử bác kháng cáo, giữ nguyên án sơ thẩm. Nụ hôn thắm thiết của Văn Kính Dương cùng người tình. Sau khi nói lời sau cùng, hội đồng xét xử vào phòng nghị án, Văn Kính Dương tranh thủ quay xuống trao cho Ngọc Nhiệu nụ hôn thắm thiết, hai người tay trong tay vô cùng tình tứ trước khi được lực lượng an ninh nhắc nhở. Dưới đây là một loạt hình ảnh của Văn Kính Dương và Ngọc Nhiệu. Cả hai liên tục tìm cách nói chuyện với nhau. Tay nắm chặt tay. Một loạt khoảnh khắc tình cảm của Văn Kính Dương và Ngọc Nhiệu. Các bị cáo trước giờ tuyên án. Clip, ông trùm ma túy Văn Kính Dương tình tứ nắm tay, hôn má hot girl Ngọc Nhiệu ngay tại tòa. Hot girl Ngọc Nhiệu cười tươi khi ra tòa phúc thẩm. Sáng 28/4, Tòa án Nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ sản xuất, buôn bán, tàng trữ trái phép 124kg ma túy do Văn Kính Dương cầm đầu. Ngọc Nhiệu mặc áo trắng ra tòa. Văn Kính Dương, áo đen, kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt ảnh. Xét xử vụ án gồm, thẩm phán chủ tọa là ông Nguyễn Lưu Ba, thẩm phán Lê Hoàng Tấn, thẩm phán Trần Thị Hòa Hiệp. Do kẹt xe nên các bị cáo được đưa đến tòa muộn hơn dự kiến. Theo bản án sơ thẩm, Dương từng nhiều lần vào tù. Năm 2010, khi đang thi hành bản án ở trại giam thuộc tỉnh Thanh Hóa, Dương bỏ trốn và bắt đầu mua bán hàng trắng. Sau đó, Dương và đồng phạm sản xuất ma túy với khối lượng khủng. Nhằm tránh bị phát hiện, nhóm này liên tục thay đổi địa điểm, thuê biệt thự để sản xuất và cất giấu ma túy. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi video clip. Nếu hay, quý vị hãy chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ kênh càng ngày càng phát triển. Xin trân trọng cảm ơn quý vị rất nhiều.